Đúng em anh mã. Đi tè không rửa tay. Đi tè không rửa tay. Thôi, không nói, không nói gì nữa. Có. Có, có rửa đàng hoàng. Xạo chó, xạo chó. Mờ là Modern thấy rồi. Nope. Yeah.
hơi hấp hối đấy nhá. Hơi gấp gáp chứ mẹ, tự nhiên hấp hối. Tôi nói cái gì đấy mọi người? Tự nhiên hấp hối là gì? Mình có hiểu ý tôi nói. Ui né ra, né ra, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Má biết ngay mà. Quá là khó sống rồi. À tôi biết sao, nãy giờ tôi chết nhiều. Mẹ tôi là cái dạng cực lạnh. Vì CC của hạ lệnh hơi lâu. Ôi, anh Hugo chơi chiêu sai rồi. Sao anh Hugo chơi chiêu 27 thế? Sao anh Hugo chơi chiêu 27 vậy nhờ? Đông bằng lính nè. Thằng này bị tôi dụ. No. Lần bị tôi dụ quá, ác quá. À, highlight à. Highlight được đấy. À, tên bạn càng về like càng nhiều highlight rồi. Tôi chơi game, tôi tập trung. Quy tóc biến lên làm cái lồn gì ấy, hai thằng này đi. Mẹ chơi game mà hãy tha cho thằng rừng nữa, tự nhiên tóc biến lên làm gì không biết luôn, nó hết cung rồi, đánh ấy. Ủa thằng mô đen nó hết cung thì nó đéo đánh kìa gì đấy mấy má. Đúng là tôi sợ nhất là Win, mà Win mấy ông này quăng kịch liệt hơn tôi nhiều quá. Nó thích làm gì nữa làm. Giết được nhiều người như thế mà vẫn đéo Win được. Trái hiểu kiểu gì.